Cửa hàng Nhân Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ ship tay dài mini nhỏ gọn nha mọi người. Và em này đến từ thương hiệu của Echo nhá. Mã số game này là mã số là 3300 nha mọi người. Đó, đời 4 số nha. Mẫu này thì xài rất ổn định, xài dành cho anh em sử dụng trong mảng gia đình, vườn nhà nha mọi người. Thuộc dòng tay dài nhỏ gọn, trọng lượng của em này thì 4kg nha mọi người. Đó. Và mã lực của em này là 33,2cc ha. Đó, à 33,4cc nha mọi người. Đó. À, dành cho anh em xài gia đình, vườn nhà nha mọi người. Tình trạng máy là zin nguyên bản và còn khá là đẹp nha anh em. Đó, rất là sáng này. Rồi. Độ mới thì cực kỳ luôn nha anh em nhá. Đó. Thì đặc biệt là em này được ráp cho anh em là cây lam Latin. Đó, lam Latin gọi là lam đầu trơn. Anh em thấy cái hợp kim này. Đó, trắng tinh luôn, còn rất là đẹp. Đấy, riêng cái lam Latin này xài thì rất là bền này anh em nha. Đó, đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam và cực kỳ bền luôn. Đó, và xích này thì được sử dụng xích chân 25 nhé mọi người. Đó, xích này bên cửa hàng em cũng đã rúa rồi nhá. Đó, về nha, chỉ được cắt thôi. Đây, làm rất là đẹp. Đó, nước sơn thì nó bay hết rồi, không còn nước sơn. Chỉ quan trọng là cái chất lượng nó còn tốt thôi. Đấy, và hai ốc chân lam. Đó, và vặn được trực tiếp bằng khóa 10 nhá. Tăng xích của em này nó nằm đằng trước này. Đây là con vít dẹp này, nó là con tăng xích nha. Đó, bên phía mặt má ốc lam đây, cam nhãn hiệu mạc nó vẫn còn này. Đó, ở đây nó hơi bị cháy nhẹ xíu này, chả ảnh hưởng gì nha mọi người. Đó, có điều nhìn vào nó hơi thôn đi. Đó, nó vẫn nguyên vẹn như bình thường nhá, có điều là nó bị sùi ra xíu thôi mọi người ạ. Đó, đây, chả ảnh hưởng gì luôn. Nó mặt đằng sau đây, lớp mặt tiền là trước đây nhá mọi người. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua bên sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy nhá. Buji, rũa, clip và buji nhá mọi người. Đó, lớp mặt tiền là trước đây, độ trề chùa ít ha. Có núm bơm xăng phụ này, dưới là cái e này. Và đây là nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha. Nắp đằng sau là nhớt thả để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, bên phía mặt má hộp giật này, tem nhãn hiệu mạc Echo là vẫn còn này. Đó, mã số seri của máy đây nhá mọi người. 007615 Mark in Japan nhá. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản ha. Đó. Rồi. Rất là sáng, rất là đẹp nha anh em. Giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tôi máy nha. Giá của em Echo CS 3300 này là 2.300.000 đồng. Được ráp cho anh em là một cây lam Latin rất là xịn sò ha. Đó. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích tay dài mini nhỏ gọn này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Đó, máy rất là đẹp nha anh em. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Xuống là tắt, đẩy lên là xài nhá. Đó, anh em nghe tiếng máy ha, rất là êm ấm nha mọi người. Đó, nói chung là dòng Echo này nó nghiêng về thứ nhất là về phần nhạy nổ, thứ hai là tiết kiệm nguyên liệu tốt. Đó, anh em sử dụng gia đình, vừa nhà, vừa tầm, vừa tay. Đó, nổ rất là giòn, ngon ngọt nha mọi người, nhạy nổ nhá. Echo CS 3300 nhé mọi người, đời 4 số nha. Giá của em này là 2.300.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.